chào bà con, thì với clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực để mình quay những cái video tiếp theo cho bà con xem về cái nông nghiệp ở Đắk Lắk, Tây Nguyên. Thì với clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật ghép cây chanh dây với cây thực sinh tại vườn ươm của chúng ta. Cho những bà con mà không có tiền mua giống, chúng ta có thể nhân giống tại vườn chúng ta ghép cũng được. Khi mà lấy chồi, chúng ta lấy những cái chồi mà giống Đài Loan á, nó chuẩn, nó trái nó chuẩn thì chúng ta ghép. Thì mình hướng dẫn cho bà con như sau. Thứ nhất là về cái dụng cụ á, thì bà con chuẩn bị cho mình đó là một cuộn dây ghép này. Thì cuộn dây ghép này á, thì cuộn dây ghép tự hủy. Nếu bà con nào không có điều kiện thì cứ ra ngoài chợ ta mua thì tầm 7-80 nghìn một cuộn. Thứ hai là dao ghép. Thứ ba là kéo. Và chúng ta chuẩn bị đó là gốc ghép thực sinh và chồi ghép. Thì chồi ghép mình khi mà con lấy ở những cái cây giống chuẩn. Thì về cái yêu cầu mà chồi ghép á, thì mình khi mà con á, lấy ở những cái chồi mà nó già và gần già chứ không nên lấy quá non. Và ở những cái cành chồi ghép á, thì chúng ta để lại một lá. Để làm lá chúng ta tiến hành tỉa nhỏ lá lại. Thì những cái lá này thì nó giúp cho cái sự quang hợp của ngọn chồi nó dễ hơn. Và chiều dài của cái chồi ghép này á, chiều dài tầm khoảng cỡ 25-30 cm. Thì chúng ta xem ở clip mình làm cụ thể. Và cái thứ hai quan trọng nhất đó là gốc ghép. Thì đối với cây thực sinh á, như ở vườn này mình ươm á, thì cây thực sinh này giống ở Đài Loan, nên cây thực sinh gốc ghép nó rất là nhỏ, không có to như những gốc ghép của cây giống Đài Nông. Thì mình khuyên bà con đó là chiều dài của gốc ghép á, thì từ 20-25 cm, là từ gốc lên tới chỗ cái miệng mở mấy ghép á, bên cây thực sinh á, là từ khoảng cách như thế. Rồi thì chúng ta tiến hành ghép như sau. Thì với ngọn thì chúng ta vát hai bên, vát thật nhanh dứt khoát và để cho hai bên vát nó phẳng. Và khi ta ép vào gốc ghép ấy, thì nó sẽ thuận tiện và tiện lợi hơn. Nó sẽ tạo cho cái điều kiện thuận lợi cho cái cây gốc ghép và cái ngọn chồi nó sẽ khít với nhau. Là chúng ta quấn dây thật kỹ và thật chặt vào thì cây chanh dây nó sẽ sống. Thì đối với cái chanh dây thì mình khuyên bà con là ghép khít và nói chung là vết vát đẹp thì nó sẽ sống, chanh dây rất là dễ sống. Về cái chiều dài của vết vát thì mình khuyên bà con từ 1,5-2 cm, đó là ở dưới gốc, đó là gốc. Còn đối với vết vát trên ngọn thì cũng tầm từ 1,5-2 cm, chúng ta bỏ vào cho nó khít với cái miệng vép. Thì sau đó chúng ta tiến hành quấn dây, quấn phủ lớp kính ni lông. Thì chúng ta quấn theo hình lợp ngói mái nhà, chúng ta không cần quấn hết phủ trên ngọn đâu, chúng ta chỉ cần quấn khít ngay chỗ cái đoạn mà ghép á, giữa hai cái vết ghép với nhau á, chúng ta quấn thật chặt và khít với nhau, quấn càng chặt càng tốt. Thì sau khi quấn xong á, bà con để trong ở bóng râm mát có lưới che, thì tầm khoảng cỡ 15-20 ngày thì chúng ta thấy ngọn bắt đầu bung đọt non ra và cây sống bình thường. Thì với đây mình quay cho bà con xem là những cây trước khi mình ghép á, thì giờ hiện tại đã sống hết rồi. Nên bà con cứ mạnh tay mà ghép, chúng ta không sợ gì chết, ta cứ ghép đi là dần dần sẽ có kinh nghiệm. Thì qua clip này có những phần mình làm còn hơi thiếu thốn, không có rõ ràng, thì bà con có thể comment ở dưới thì mình sẽ chia sẻ thêm như thế nào ghép, như thế nào cho nó chuẩn. Thì ở clip mình cũng nói cụ thể cho bà con về những cái dụng cụ chuẩn bị và chiều dài và vết bát như thế nào cho chuẩn. Thì cái này là việc vừa làm vừa thành nên nó cũng hơi bất tiện cho mình nói cụ thể cho bà con, nên bà con cứ xem ở clip này, cái chỗ nào mà không rõ thì bà con có thể comment ở dưới, mình sẽ nói rõ hơn cho bà con. Thì đây là phương pháp áp dụng cho những bà con mà tự ươm ở nhà. Còn lại nếu bà con có điều kiện tốt thì bà con nên đặt giống Đài Loan mà mua nó sẽ chuẩn hơn. Thì với phương pháp mà ghép như thế này á, thì giống nó thành F2 rồi, nó không có chuẩn như F1 được, nên khả năng mà nó kháng sâu bệnh thì cũng không bằng F1. Nên với clip này thì mình chỉ quay tham khảo cho bà con xem ai có dự tính hoặc nhu cầu mà ghép chanh dây á, thì chúng ta mạnh dạn tự ghép nó sẽ sống hết, bà con cứ bình thường mà ghép. Và cái việc mà ghép xong á, thì mình lưu ý cho bà con là chúng ta tưới nước á, chúng ta không tưới trên chỗ cái miệng vết vát. Thì vô tình nếu chúng ta quấn không kỹ, chúng ta tưới nước vào đó thì vô tình làm cho cái chỗ mà vết ghép á, nó bị úng nước và nó thối như đó, là làm cho cây nó không phát triển. Nên bà con tưới dốc bình thường. Thì đây là toàn bộ cái đặc điểm và cách hướng dẫn kỹ thuật của mình với cây chanh dây. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh để mình hướng dẫn cho bà con những cái kỹ thuật về nông nghiệp để bà con tham khảo.
rút ra những cái kinh nghiệm của mình để mà làm khi mà có những cái video khởi đầu như mình làm cho bà con xem. Thì đây là với clip là tham khảo để trao đổi những kinh nghiệm cho bà con xem. Nên bà con có thắc mắc gì có thể góp ý kiến dưới bài viết và clip. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi.